Xin chào anh em, nếu anh em đang có cái nhu cầu đầu tư về bất động sản mà anh em mong muốn đó là đầu tư những cái bất động sản mang cái tính chất an toàn, có giá trị tăng trưởng trong tương lai, có những cái dòng tiền thuê đều đặn hàng tháng, thì ngày hôm nay tôi muốn mời anh em đến thăm một cái vị trí bất động sản mà tôi bán ngày hôm nay, với những cái đặc điểm nó sự khác biệt so với các bất động sản khác, đó là cái vị trí đó là trung tâm. Cái bất động sản này nó đang ở cái quận, đó là quận Đống Đa, Hà Nội. Với cái bất động sản này có 9 phòng cho thuê, dòng tiền đều đặn đó là mỗi tháng khoảng 45 triệu một tháng. Thì sau đây thì tôi cũng mời anh em cùng với tôi đến tham quan chi tiết cái vị trí này. Nó có đắc địa, có phù hợp đó là để đó là đầu chúng ta để đầu tư về cho thuê hay không nhé. Để đến tham quan cái để chúng ta tham quan được cái vị trí này, tôi sẽ mở cái bản đồ Google Earth lên để cùng anh em tham quan cái vị trí này. Cái vị trí của bất động sản này mà hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em đó là cái vị trí nữa ở ngõ 103 Pháo Đài Láng thuộc quận Đống Đa Hà Nội. Trên cái màn hình đây thì anh em cũng nhìn thấy đây là cái vị trí đó là Pháo Đài Láng. Cái vị trí này nó thuộc quận Đống Đa, thì đây là một cái quận rất trung tâm của Hà Nội. Và tôi sẽ zoom lại để anh em xem cái vị trí này nó có nhiều trường học xung quanh không và có nhiều tòa văn phòng hay không. Như anh em thấy trên cái màn hình đây thì nó có rất nó gần cái trường, đó là trường Đại học Luật này, Đại học Ngoại thương này, Đại học Giao thông Vận tải này, Đại học Lao động này, Học viện Phụ nữ Việt Nam này. Như vậy ở đây là chúng ta cũng được biết là cái vị trí này nó có rất nhiều, nó gần rất nhiều những cái trường lớn phải không ạ? Thì đây ở đây nó có cái đường trục chính. Đấy, trục chính đây là đi Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng. Đây là một cái đường rất lớn, cái vị trí mà từ cái vị trí bất động sản này ra cái đường lớn này cũng không quá xa, và xung quanh cái đường này anh em cũng biết có rất nhiều những cái tòa nhà văn phòng đang được cho thuê, và rất nhiều những cái cửa hàng. Về cái mật độ anh em cũng nhìn thấy mật độ đây rất cao. Như anh em cũng được biết những cái thông tin đó là cái nhu cầu mà người ta di dân về cái thành phố của chúng ta Hà Nội càng ngày càng lớn, nên cái mật độ nó càng ngày càng cao, và tiếp đó nó sẽ thúc đẩy đó là cái vấn đề đó là cái chỗ ở này, càng ngày nhu cầu càng lớn, nên cái việc giá cho thuê mà phòng ấy thì càng ngày nó sẽ càng cao, và cái nguồn đất càng ngày càng hạn hẹp. Anh em cũng biết là cái quỹ đất nó không thể đẻ ra được, nên cái việc đó là cái quỹ đất càng ngày càng khan hiếm, nên cái giá thứ nhất là giá cho thuê này, giá cái bất động sản này sẽ càng ngày càng tăng. Với cái lợi thế khi anh em đầu tư cái bất động sản dòng tiền này và những cái vị trí trung tâm này, nó có cái tính thứ nhất đó là an toàn về pháp lý này, là tốt này, chuẩn này. Thứ hai nữa là nó không bị ảo về giá. Thông thường ở những cái thị trường này nó có tính ổn định rất cao. Ví dụ như anh em đầu tư vào dự án ấy, thông thường nó sẽ là cái giá biến động nó rất cao, nhưng ở đây thông thường là cái giá nó ổn định, nên cái việc anh em chúng ta mua vào để nó an toàn và không bị ảo giá thì là nó không phải lo về cái vấn đề đấy, vì đây là một cái thị trường nó ổn định rồi, nó chỉ tăng thôi. Và cái yếu tố nữa đây là cái bất động sản thì nó là trung tâm này, và hai là có cái dòng tiền cho thuê, nên cái việc chúng ta để đầu tư và để nó cái thanh khoản để sau ví dụ mình không có nhu cầu mình bán đi nó cũng tương đối là dễ dàng, không như cái bất động sản ở những cái khu vực khác, vì ở đây tất cả hệ thống giao thông các thứ nó đồng bộ từ lâu lắm rồi. Thì tiếp đó thì mời anh em đến tham quan chi tiết những cái thiết kế và những cái công năng và những cái hình ảnh ở trong cái phòng bất động sản này cho thuê như thế nào. Ở cái bất động sản này có 9 cái phòng cho thuê. Ở đây là một số cái hình ảnh cái phòng điển hình đây anh em, đã được trang bị đầy đủ trang thiết bị nội thất mới, ví dụ như tủ áo này, hai cánh này, tủ lạnh này, khoảng 150 lít, 160 lít này, tủ bếp này và giường này. Hiện tại đang được cho thuê kín phòng, một cái phòng điển hình với cái thiết kế mang cái phong cách hiện đại, màu sắc chủ đạo đó là màu trắng anh em thấy. Cái phối màu tương đối là nó cũng đẹp. Đấy, có khu bếp này, có giường đôi này và điều hòa mới, tủ lạnh mới này. Và điều hòa mới, đây là một cái phòng đây, anh em nhìn thấy đây, khu vực bếp này, điều hòa, tủ lạnh,
Đây là một số cái hình ảnh điển hình, đều có cửa sổ thoáng này, các trang thiết bị đều mới hoàn toàn. Đây nhà vệ sinh này, đẹp ạ. Đây là cái hình ảnh về cái sổ đỏ về bất động sản đó. Thì với cái diện tích đó là 52 mét vuông là hậu. Đây ví dụ này. Đây là cái hình ảnh về cái sổ đỏ, anh em thấy nó có cái đặc điểm là nổi bật, đó là cái lở hậu, nó là lở hậu đó là 4,6 đây. Thì có cái nhược điểm đó là cái đường vào nó hơi nhỏ một chút, đó là cái 1,6, nhưng đây là cái cửa cổng thôi, thì cơ bản nó vẫn đáp ứng, đó là cái việc đi lại là không vấn đề gì. Chia sẻ với anh em đôi nét về cái thông tin về cái bất động sản này là như thế nào. Với cái bất động sản này nó ở vị trí đó là 103 Pháo Đài Láng, là ngõ 103 Pháo Đài Láng ở quận Đống Đa, Hà Nội. Với cái diện tích xây dựng đó là trên sổ đỏ nó là 52 mét vuông. Với cái giá chào bán cho cái bất động sản này đó là 7,5 tỷ có thương lượng. Với 5 tầng được 9 phòng cho thuê, tôi cũng được trao đổi từ chủ nhà, trao đổi với tôi là cái thông tin đó là với cái dòng tiền họ thu hàng tháng đó là cho thuê đó là 45 triệu đồng trên một tháng. Tại sổ đỏ thì chủ nhà đang cất két sẵn sàng giao dịch với anh em. Xin cảm ơn anh em đã dành thời gian và lắng nghe video của tôi. Chúc anh em có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại đến các video về bất động sản dòng tiền tiếp theo của tôi. Ngoài ra tôi còn rất nhiều lô đất đẹp và tòa nhà có dòng tiền mạnh từ 50m2, 200m2 tại Hà Nội. Dịch vụ Kim Lanh. Tư vấn đầu tư phát triển bất động sản cho thuê. Thiết kế bất động sản cho thuê. Thi công bất động sản cho thuê. Quản lý bất động sản cho thuê. Môi giới mua bán cho thuê bất động sản. Hotline 09455-683-66 hoặc 0354-641-925. Hoặc đăng ký thông tin của bạn theo đường link ở phần mô tả video này để được tư vấn sâu hơn.